Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại trên channel của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách gọi là dựng một cái cây cấu hình tầm khoảng 1 triệu, hơn 1 triệu để có thể chơi được Liên minh Huyền Thoại FIFA và công việc văn phòng. Vậy thì với giá 1 triệu này chúng ta có thể dựng một cái cây như thế nào? Thì tất nhiên là chúng ta không thể mua máy mới được rồi, thì chúng ta sẽ đi dựng máy cũ, tuy là máy cũ thôi nhưng nếu các bạn biết dựng chọn lựa thiết bị cho nó phù hợp thì chúng ta vẫn có những cái cây cấu hình rất là tốt mà giá thành phải chăng. Thì mà thành phẩm cái cây bao gồm những cái gì thì chúng ta sẽ đi đến các thành phần chính của một cái cây, bao gồm những cái gì, đó là chip này, hay còn gọi là CPU, tiếp theo là main, hay gọi là bo mạch chủ. RAM, ổ cứng, hay còn gọi là HDD. RAM là bộ nhớ ngoài này, bộ nhớ động. Tiếp theo đó là vỏ cây và nguồn. Chính của một cái cây thì chỉ bao gồm này thôi. Thì với số tiền 1 triệu thì các bạn có thể mua được những cái thiết bị như nào cho nó phù hợp mà vẫn phục vụ được công việc của mình cũng như giá cái túi tiền của mình. Thì CPU thì mình sẽ chọn những con đời E đi, E7500. Con này thì bây giờ chắc là các bác bán hàng cũ thì nó chỉ rơi vào tới tầm 100k một con. Con này thì khả năng xử lý rất tốt và nếu cái thời điểm nó ra mắt thì nó cũng ghê gớm, cũng không phải là loại chi yếu đâu các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vào một số trang bán đồ cũ để cho các bạn xem giá cụ thể của những thiết bị này. Đây là thiết bị máy cũ nha các bạn nhé, là chip E này. Có những con thì có 20.000, 30.000, đây như ở dưới mình thì người ta bán 30.000, nhưng còn mình cứ để 100.000 đây cho các bạn cho nó thoải mái sung sinh nhé. Chứ ở đây của mình chỉ bán 30.000 đây, E7 này có 30.000 này, 30k đấy. Tiếp theo là main thì chúng ta sẽ mọi lên G41 hoặc là P41. Thì main này thì các bạn sẽ chọn hai dòng, đó là dòng Giga hoặc Asus. Còn nếu mà Giga mà Asus mà các bạn không có thì các bạn có thể chọn Foxconn cũng được. Nhưng mà tốt nhất là nên chọn là Giga và Asus. Thì Giga và Asus thì nếu mà những con nguyên bản của nó thì sẽ chạy thật sự là rất là bền các bạn. Không có gì cả. Nó nghĩ nhiều về cái tuổi thọ của nó đâu. Thì bo mạch chủ G31, ví dụ như cái trang web này chẳng hạn, nó sẽ rơi vào tầm khoảng, các bạn cứ chọn trang nào rẻ nhất thì mua nhé, không phải cố định đâu. Đây là cái trang mình chẳng biết là trang nào đâu, mình cứ tìm thôi. G41, đây G41 đây rồi, G41 RAM 2 350k, 350k RAM thì chắc là tầm khoảng RAM 2. Đây là cái giá RAM G41 đồ dùng RAM 2 nhé. Nếu mà các bạn mua G41 dùng RAM 3 thì chắc là đắt hơn khoảng mấy chục nghìn thôi, cũng không nhiều đâu. Cùng lắm thì lên đến 308 là cùng. RAM thì mình sẽ lấy thanh RAM 2 và 2GB. 2GB này chắc là 170-180.000 gì đó. 170-180.000. Ổ cứng thì các bạn lấy một loại 160GB thôi. Nếu mà các bạn mà muốn sử dụng nhiều có thể mua thêm 2.5. 2.5 thì nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 270.000 thôi. Còn 160GB này chắc là rơi vào tầm 80k. Mình check mua ở trên này cho nó các bạn dễ hình dung. Không
đây RAM 2, RAM 2 2GB đây các bạn nhé, RAM 2 2GB có 190.000 thôi đấy, chưa có 180.000 đâu, cứ để đấy cũng được. Để chúng ta xem RAM 3 luôn, RAM 3 2GB, RAM 2 3 2GB thì 160.000 đấy. Thì các bạn có thể main này, rồi có mode dùng RAM 1, RAM 2 và RAM 3. Đấy. Thì giá nó chỉ tương tầm này thôi. RAM 2 2GB và RAM 3 2GB. Thì mình có thể lấy hẳn 180.000 cho nó sung sênh. Nếu ông đem bán thì cũng 159.000 thôi. Bán có 159.000 thôi các bạn. Cứng. Giờ chúng ta sẽ xem môn ổ cứng nhé. Ổ cứng này. Ổ cứng này. 160GB có 150 thì chỉ phải 180. Nhưng mà các bạn nên nhớ là ổ cứng thì nó có hai dòng, một gọi là một dòng đóng lại của bên Trung Quốc và một dòng là dòng bóc máy. Tốt nhất là các bạn mua dòng bóc máy nó có thể đắt hơn một chút so với những con còn lại, nhưng mà thôi nó cũng giá nó cũng chỉ xem vậy thôi. 180GB ổ cứng thì các bạn có lưu ý cho mình một điều là khi bạn mua thì tốt nhất là các nếu mà được chọn ấy, thì các bạn nên chọn cái loại ổ mà cái tốc độ đọc ghi của nó cao một tí thì máy mình nó mới chạy nhanh được. Như khi mà các bạn hoặc làm việc mà một cái máy tính bình thường ấy thì tốc độ nó phụ thuộc rất nhiều vào ổ cứng. Ngoài RAM với chip ra thì cái ổ cứng này cũng quyết định khá lớn đến tốc độ của máy. Thì các bạn lưu ý tốc độ đọc ghi của máy của ổ. Đấy. Cây vào nguồn thì vì mình dùng máy cũ ấy, thì các bạn tốt nhất là nên chọn cái nguồn công suất thực, không nên tiết kiệm nhé. Các bạn phải chọn nguồn công suất thực, hôm nay không bán nguồn rồi. Chúng ta sẽ xem một dạng khác đi. Thật ra thì cái nguồn công suất thực thì cũng không đắt đâu các bạn. Công suất thực cũ thì nó cũng không đắt đâu, nó phải mới cơ thì nó mới, nó là cái mới, nguồn mới thì nó mới đắt, chứ còn nguồn cũ thì nó cũng bình thường. Mình có thể vào trang này để chọn cái nguồn cho nó phù hợp. Đây cái trang này nó liệt kê sẵn cho các bạn các cái cấu hình rồi, nhưng mà đây là mình đưa cho các bạn cái cấu hình mà mình đã đi dựng cho rất là nhiều bạn bè và họ dùng đến giờ vẫn còn rất là tốt. Đây nguồn này, chúng ta có thể sang đây xem nguồn. Thì các bạn lên chọn một cái nên chọn một cái nguồn mà nó xem nguồn đâu. Đây. Các bạn nên chọn một cái nguồn công suất thực nó đắt một chút cho nó bền thiết bị. Vì cái độ bền của mà có cái máy tính ấy nó phụ thuộc nhiều vào cái cục nguồn này. Nguồn mà ổn thì độ bền của cái cây rất là cao. Đây các bạn có thể chọn con này với giá có 350k cộng với cái vỏ nguồn nó gọi là 450 đi. Thế là đắt thì nó mới như vậy thôi, chứ còn các bạn có thể chọn những cái loại nguồn mà nó rẻ hơn ở dưới này. Mát này còn nhiều loại nguồn á, còn lại nguồn nó chỉ có 150.000 này. Đấy. Nhưng mà tốt nhất là các bạn nên đầu tư cái nguồn nó cao cao một tí. Đấy. Như thế này là chúng ta đã có một bộ máy tính này. Và tổng giá thành của nó mới bao nhiêu? Cộng luôn. Các bạn lấy cái nguồn đắt nó mới lên có 1,2 triệu, chứ nếu các bạn lấy cái nguồn 150 này hoặc là 170 này, lấy cái 170 này đi, lấy cái 170.000 này, cả vỏ đã là 270.000, mình nguồn cũ mà mình chẳng cần đẹp đâu. Đấy, thì nó mới có 1,080 triệu là các bạn đã có một cái cây rất là ngon chơi được Liên Minh hiện tại, nhưng mà tất nhiên là nó sẽ hơi dài một chút. Thì các bạn có thể đầu tư một cái card hình, cả hình thì các bạn có thể chọn mấy con cạc như 9400 hay 9600,
9.4, 9.6, 9.8 đều rất là rẻ. Đây có vài trăm nghìn con này, 1-200. Nên những con này là có thể các bạn dùng thoải mái này, hoặc là con T220 này cũng được. Ví dụ như con cả hình như con 9.600 đi, con Giga 9.400 thì hôm nọ mình mới lấy cho anh bạn ấy, thì nó rơi đâu có 2.500, 250k, 250. Thì cộng cả cái này vào nữa thì chắc nó mới có hơn 1 triệu. Đấy, có 1.3 triệu là các bạn đã có một cái cây ngon này rồi. Vì con E7 thì năm thì thực sự là nó rất là mạnh so với những cái gì mà chúng ta thường sử dụng. Ví dụ như chúng ta chỉ làm văn bản bình thường ấy thì không bao giờ chúng ta sử dụng hết cái khả năng xử lý của con chip ở đâu. Chỉ có khi các bạn chơi game hoặc là khi các bạn làm phim hay làm ảnh gì đó thì nó mới sử dụng rất là nhiều đến cái dung lượng bộ nhớ thôi. Các bạn cứ yên tâm mà nếu như cái thiết bị này là những cái thiết bị mà nguyên bản họ chưa sửa chữa, là các bạn đầu tư cái nguồn nó đắt đắt một chút thì cái độ bền của nó cũng rất là cao và nó phù hợp với túi tiền. Thật ra thì với cái thời điểm ngày trước này thì cái cấu hình như này người ta cũng đã làm được đồ họa rồi, nhưng mà tại vì có cái về sau là càng người ta nâng cấp phần mềm thì nó đòi hỏi phần cứng nhiều hơn thôi, thì những cái này trở nên lạc hậu. Chứ còn nếu các bạn có thể dùng cái cấu hình như này, tôi đảm bảo mấy các bạn nó có thể đánh được Liên Minh Thoại, thậm chí là cả FIFA, bởi vì mình đã dựng một bộ như này cho ông cho chú của mình để đánh FIFA rất là ngon. Các bạn có tiền thì đầu tư thêm một thanh RAM nữa thôi, còn không thì đã rất là tốt, tuyệt vời rồi. Đấy. Còn màn hình thì nếu các bạn có màn hình rồi thì các bạn có thể bỏ qua cái màn hình, còn không thì có thể mua thêm cái màn hình 17 inch cũ của ông. Đây ví dụ màn hình 17 cũ thì chắc là chỉ tầm khoảng đây, màn hình 15, 17 chắc là 3-400 nữa. Đây 17 cũng 450. Hoặc là 19, đây 17 480, 450. Nói chung là 450 rồi. Hoặc là các bác có thể mua màn 15, 17 hoặc mua màn 19. Thật ra là màn 19 cũng chẳng đắt đâu. Đấy, có những con chỉ có 600 nghìn thôi. Như các bác nhìn này chỉ 600 ngàn. Rất là rẻ, không có gì đắt cả. Đấy, nếu các bạn mà chưa có thì có thể làm một con như vậy. Các bạn đã có một bộ ngon lành để có thể làm được văn phòng thoải mái luôn, cộng với là chơi thì mình huyền thoại FIFA hay là đánh cả võ lâm thì càng thoải mái. Thế hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cấu hình như thế. Các bác lưu ý là nếu với cái cấu hình như vậy, các bác chỉ cần dùng các cái phần mềm nó không phải là bản mới quá, ví dụ như là Photoshop hay là Corel hay là Word thì các bạn chỉ dùng 2007, Photoshop thì các bạn dùng Photoshop 4 thôi chẳng hạn, thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của các bạn nhé. Các bạn không cần phải dùng mới làm gì, mới thì nó cũng chỉ thêm một vài chức năng thôi chứ cũng không có nhiều đâu. Tiếp theo là các bác sẽ thắc mắc là với cái cấu hình mình đưa ra như vậy cho năm nay ấy, thì còn được chất liệu sang năm, thì với cái giá tiền như vậy thì các bạn sẽ mua được chứ nào. Mình xin trả lời các bạn là như này: nếu sang năm thì các bạn có thể mua được sang năm các bạn có thể mua được H61, sang năm các bạn có thể mua được H61, sang năm các bạn có thể mua được H61 chip G840 RAM thì vẫn vậy thôi, RAM thì vẫn RAM 3 2GB hoặc là 4GB. Ổ cứng
thì chắc là còn rẻ nữa. Một cứng nó bắp mua 250 GB thì chắc là chỉ bằng 160 GB giờ bây giờ thôi. Còn đấy là năm 2018. Còn 2019 thì các bác có thể mua được H81. Chip thì G3 40. Các bạn cứ cứ theo như thế mà tiến hành thì các bạn sẽ có thêm một cái cấu hình rất cao, phục vụ được khá khá nhiều việc mà không phải bỏ ra cái số tiền nó quá lớn. Đấy, xin cảm ơn quý vị các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip sau.